Xin chào tất cả quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Đàm Đạo Lịch Sử. Mỗi chương trình được phát vào lúc 21 giờ mỗi tối chủ nhật hàng tuần trên kênh của Tuấn Tiền Tỷ. Trong số trước, chúng ta đã quá rõ hành trình của ông Ẩn khi từ Mỹ trở về. Với việc phải đứng ở giữa để cân bằng hai thái cực là bác sĩ Tuyến và Nguyễn Thái, ông Ẩn đã phát hiện ra một bí mật động trời. Mọi chuyện diễn ra vào ngày 11 tháng 11 năm 1960. Lúc này ông Ẩn đang làm thêm cho hãng tin Reuters của Anh. 4 giờ sáng, Bruce Russell, thông tín viên thường trú của Reuters tại Sài Gòn, đã gọi điện thoại cho ông Ẩn và nói rằng hình như đang có đảo chính bởi ông nghe thấy có tiếng súng nổ rất nhiều. Ông Ẩn tất nhiên cũng nghe thấy và lập tức liên lạc với nguồn tin của mình. Người đầu tiên ông gọi chính là bác sĩ Tuyến, thế nhưng ông Tuyến không hay biết gì về điều này. Tiếp đến ông gọi cho Nguyễn Chánh Thi, chỉ huy trưởng lữ đoàn dù, thế nhưng điện thoại của Nguyễn Chánh Thi cũng bị cắt. Ông Ẩn gọi tiếp cho Bùi Huy Lợi, trưởng phòng tác chiến, thì người trực điện thoại báo rằng ông Lợi đang họp. Đúng lúc đó thì tổng giám đốc của báo Việt Tấn Xã đã gọi cho ông Ẩn và xác nhận thông tin đảo chính, đồng thời dặn ông Ẩn nhớ phải viết tin làm sao cho đúng đường lối, khiến cho ông Ẩn vô cùng khó xử vì Việt Tấn Xã là cơ quan ngôn luận chính thức của Ngô Đình Diệm. Bây giờ Ngô Đình Diệm bị đảo chính rồi thì viết kiểu gì, đường lối tuyên truyền của Diệm bây giờ ra sao, mọi thứ rất mập mờ. Ông Ẩn lập tức lái xe đến nhà Bruce Russell, thông tín viên thường trú của Reuters tại Sài Gòn, để trao đổi tin tức và khẳng định về cuộc đảo chính của quân nhảy dù do Nguyễn Chánh Thi cầm đầu tiến hành chống Ngô Đình Diệm. Thông tin là đã có và chắc chắn, thế nhưng bây giờ làm sao để gửi về cho Reuters, đó là điều rất khó. Hai người ra bưu điện để đánh điện tín gửi về, thế nhưng bưu điện đã bị quân nhảy dù chiếm đóng. Lúc này buộc ông Ẩn phải nhờ đến chỉ huy tình báo Anh ở tòa đại sứ Anh gửi tin giúp. Sau khi qua đại sứ Anh gửi tin xong thì ông Ẩn một mình phóng xe đến nhà Trần Kim Tuyến báo tin, để ông Tuyến còn biết đường thu xếp đưa vợ con đi tránh nạn. Lúc đó trời đã tờ mờ sáng và ông Tuyến vẫn đang ở nhà. Ông Ẩn còn cẩn thận đưa số của mình cho bác sĩ Tuyến và dặn dò nếu có khó khăn gì thì gọi điện báo cho ông một câu, giúp được gì là ông sẽ giúp liền. Dặn dò bác sĩ Tuyến xong, ông Ẩn quay trở về tòa đại sứ Anh để đón Bruce Russell. Lúc này thì bất ngờ đã xảy ra trước mặt ông. Hóa ra vợ con ông Tuyến vừa đi xe đến tòa đại sứ Anh để tá túc xong. Ông Ẩn không hiểu tại sao lại như vậy, tại sao ông Tuyến lại gửi vợ con của mình đến đây, sao ông lại quen biết mà gửi được. Ông không sợ trong lúc loạn lạc vợ con ông sẽ gặp chuyện gì hay sao, tại sao ông lại tin tưởng người Anh đến như thế. Ngẫm một lúc thì ông Ẩn mới hiểu, hóa ra ông Tuyến là người của tình báo Anh. Một sự thật động trời mà dường như thượng đế muốn ông Ẩn tình cờ biết được. Thế nhưng câu hỏi đặt ra đó là tại sao ông Tuyến lại phải cộng tác với tình báo Anh để làm gì. Sở dĩ có chuyện này đó là bởi người Anh muốn biết mưu đồ của Mỹ tại Việt Nam để đối phó với Mỹ trên mặt trận thế giới. Và muốn biết điều đó thì chỉ có ông Tuyến là rõ nhất. Lúc này thì ông Ẩn hiểu rằng hóa ra Trần Kim Tuyến cũng cần ông để hiểu hơn về Mỹ. Nhờ có thông tin này mà ông Ẩn đã có thể hiểu bản chất mối quan hệ chính trị của Trần Kim Tuyến. Đến đây có thể nhiều người sẽ thắc mắc rằng tại sao ông Ẩn lúc đó đang làm cho Reuters, thế nhưng lại còn báo tin cho ông Tuyến, rồi liên lạc với Nguyễn Thái, tổng giám đốc của báo Việt Tấn Xã. Thậm chí là lần đó khi biết chắc đảo chính không thành công, chính tay ông Ẩn còn đi đón Nguyễn Thái chở ông này về tòa soạn. Sở dĩ có chuyện này đó là bởi ngày đó ông Ẩn phải gọi là bố của thiên tài. Một mình ông ăn tận ba lương, một là lương ở cơ quan mật vụ phủ tổng thống, hai là lương ở báo Việt Tấn Xã và ba là lương ở Reuters. Ngày đó ông Ẩn làm cho Reuters đó là bởi Reuters có hợp đồng trao đổi tin tức với Việt Tấn Xã. Sau đó thì họ cần thêm người chuyên trách để mở đại diện ở Việt Nam, phụ trách luôn ba nước Đông Dương. Chính vì thế mà Nguyễn Thái đã giới thiệu ông Ẩn cho Reuters. Và cũng kể từ đó thì ông đã làm ở ba nơi và ăn tận ba lương. Thực sự là chả ai có thể lý giải một ngày ông Ẩn có bao nhiêu tiếng mà ông lại có thể làm được nhiều việc đến như vậy. Nếu đọc bản mô tả về công việc mà ông Ẩn làm riêng ở Việt Tấn Xã không thôi thì chắc chắn nhiều người sẽ phải há hốc mồm. Ở đây ông phải làm tới tận 5 đầu việc. Đầu tiên đó là huấn luyện cho nhân viên của bác sĩ Tuyến cách lấy nghề báo làm vỏ bọc. Cái này thì ai cũng đã quá rõ ở trong số trước. Thứ hai đó là đọc các tin tức lấy từ báo chí của các tòa đại sứ nước ngoài gửi về để phân tích, rồi tổng hợp thành báo cáo gửi cho Nguyễn Thái, tổng giám đốc của báo Việt Tấn Xã. Nguyễn Thái sẽ cầm cái này để báo cáo với Ngô Đình Diệm. Thứ ba, đó là giúp Việt Tấn Xã hoàn thành cuốn sách viết về nghề báo được các cố vấn Mỹ và biên tập viên ở báo này soạn thảo. Thứ tư, đó là thay mặt tổng giám đốc đi họp hàng ngày với các bộ ban ngành về thông tin của Mỹ và Anh khi mà Nguyễn Thái bận việc. Thứ năm, đó là lo việc giao tiếp với các cơ quan nước ngoài, nhất là Mỹ, Anh cũng như phủ tổng thống về những tin tức liên quan đến các cơ quan này. Câu hỏi đặt ra ở đây đó là làm nhiều đầu việc như vậy mà lại toàn là các chỗ lớn, thế thì lương của ông Ẩn ngày đó có cao hay không? Ekip Đàm Đạo Lịch Sử không tìm thấy con số cụ thể nào cho mức lương của ông ở từng nơi, chỉ có con số chung chung là lương của ông lên tới tận 750 đô vào những năm 60 của thế kỷ trước. Đây là một con số cho ta thấy trình độ của ông Ẩn ở đẳng cấp cao như thế nào. Ngoài lương cứng ra thì ông Ẩn còn có cả thu nhập ở bên ngoài nữa.
Thời điểm đó ông Ẩn đã làm ăn với các nhà báo nước ngoài như một tay buôn thông tin đích thực. Mỗi lần các nhà báo quốc tế đến Sài Gòn để lấy tin, muốn cập nhật tin tức chính trị tại đây đều phải mời ông Ẩn đến nói chuyện. Và mỗi lần như vậy họ đều phải trả phí theo giờ. Mặc dù chi phí rất cao, thế nhưng người mua vẫn luôn sẵn lòng trả tiền, bởi họ hiểu ông Ẩn là độc quyền về thông tin ở cái đất Sài Gòn này rồi. Ngoài ông Ẩn ra thì chẳng còn ai có được những thông tin, những kiến thức tổng hợp về tất cả các vấn đề của Sài Gòn như vậy. Quay trở lại với cuộc đảo chính ở bên trên, nếu như đi sâu vào cuộc đảo chính ngày 11 tháng 11 năm 1960 thì có lẽ nhiều người sẽ rất bất ngờ, bởi người giật dây để cuộc đảo chính ngày đó diễn ra không ai khác chính là ông Bà Quốc, người mà trước đây Đàm Đạo Lịch Sử đã có một series riêng về ông. Ngày đó ông Bà Quốc làm ở Sở Nghiên cứu Chính trị Xã hội của Trần Kim Tuyến. Nhiệm vụ của ông là phá thối, làm sao phải kích động và khai thác được mâu thuẫn nội bộ của địch cho chúng đánh nhau tùm lum hết cả lên. Ông Bà Quốc hiểu rằng chính quyền của Ngô Đình Diệm mới thành lập có quá nhiều đối thủ, không được lòng dân, suốt ngày chỉ ăn mới lê máy chém đi khắp nơi, đàn áp Phật giáo. Và đặc biệt chính quyền của Diệm có một đối thủ rất lớn, đó là Mỹ. Nghe có vẻ vô lý, thế nhưng khi chứng kiến tận mắt thì ông Bà Quốc đã bị thuyết phục hoàn toàn. Ngô Đình Diệm được Mỹ dựng lên, được Mỹ bơm tiền, thế nhưng Diệm lại không muốn Mỹ xía sâu vào nội bộ chính quyền của mình. Bằng chứng là năm 1956, Mỹ cấp cho Sở Nghiên cứu Chính trị Xã hội của bác sĩ Tuyến 50 triệu tiền Sài Gòn để mua tàu đưa một đội biệt kích ra đánh phá miền Bắc. Đúng ra thì Trần Kim Tuyến phải dùng hết 50 triệu này rồi sao kê trình bày hóa đơn đỏ đầy đủ. Thế nhưng bác sĩ Tuyến đã dùng tới 30 triệu để chi cho công việc của Đảng Cần Lao, chỉ còn có 20 triệu dùng để mua tàu. Thế nhưng tất nhiên 20 triệu khi rót từ trên xuống dưới thì nó cũng lại rơi rớt mỗi nơi một ít. Chính vì thế tiền để mua tàu thực sự không còn mấy. Tự nhiên vào một ngày đẹp trời, Mỹ bắt đầu sinh nghi và yêu cầu chỗ bác sĩ Tuyến in sao kê ngân hàng rồi livestream đầy đủ chứng minh sự trong sạch của mình. Thì bất ngờ bác sĩ Tuyến đã chơi bài hòa cả làng, đó là cố tình tạo ra sự cố để tàu nổ luôn ngoài khơi, phi tang tất cả mọi thứ. Mỹ lúc đó muốn biết xem 50 triệu có dùng để mua tàu hay không, mua tàu loại gì, có đúng như trên sao kê hay không, cũng đành chịu chết. Nếu muốn hỏi kỹ thì đi xuống mà hỏi chính quyền địa phương nơi mà tàu đã nổ, chứ không ai có nhiệm vụ đi giải thích với mấy ông Mỹ này được. Kể từ đó thì ông Bà Quốc hiểu rằng chế độ của Ngô Đình Diệm đã lợi dụng người Mỹ như nào và tất cả chỉ là làm theo người Mỹ lấy lệnh mà thôi. Đấy là những đối thủ ở bên ngoài. Ngày đó chế độ của Diệm còn khốn nạn hơn ở chỗ là có mâu thuẫn ngay chính trong nội bộ của mình giữa Ngô Đình Cẩn và Ngô Đình Nhu. Chính vì thế, nhiệm vụ của ông Bà Quốc là phải khoét thật sâu vào những điểm yếu này. Ngày đó Ngô Đình Diệm cực kỳ quý Nguyễn Chánh Thi, thế nhưng ông Bà Quốc với tài quan sát của mình, ông vẫn có thể khiến cho Nguyễn Chánh Thi đứng dậy lật đổ chính quyền của Diệm. Sở dĩ có điều này đó là bởi khi Diệm lên nắm chính quyền thì ông bắt đầu thay dần số sĩ quan do Pháp đào tạo bằng các sĩ quan do Mỹ đào tạo. Nắm được điểm yếu này, ông Bà Quốc đã bắt đầu tìm cách kích động số sĩ quan do Pháp đào tạo để chống lại Diệm. Nhờ các mối quan hệ của mình, ông Bà Quốc đã tìm đến được Vương Văn Đông, một sĩ quan mang hàm trung tá do Pháp đào tạo, khi đó mới chỉ 28 tuổi, đang chỉ huy lực lượng dù ở Sài Gòn. Vốn đã rất cày với anh em nhà Diệm, đặc biệt là Ngô Đình Cẩn, không những không cất nhắc mà lại còn kỳ thị mình. Chính vì thế mà chỉ cần ông Bà Quốc nói cho ba câu, Vương Văn Đông đã sôi máu hơn bao giờ hết. Chỉ đúng sau đó một tuần, Vương Văn Đông đã cùng với Nguyễn Chánh Thi bắt tay vào hành động. Mặc dù lần đảo chính này khiến cho Ngô Đình Diệm rất bất ngờ và phải giơ tay đầu hàng ngay lập tức, thế nhưng Vương Văn Đông và đồng bọn lại lúng túng không biết làm gì tiếp theo. Chính vì thế mà đã để Diệm câu giờ được và gọi đội quân trung thành của mình về giải cứu ở ngay phút bù giờ. Mọi thứ không được như mong đợi của ông Bà Quốc do tuổi đời của Vương Văn Đông còn quá trẻ, chưa thể tính toán được sâu xa. Thế nhưng dù sao thì ông cũng đã khiến cho chế độ của Diệm rung lắc hơn bao giờ hết. Thời điểm đó, trong một báo cáo gửi về tổng hành dinh của CIA, Lesdale đã phải thừa nhận rằng đến tháng 12 năm 1960, Việt Cộng có chưa đầy 15.000 quân ở miền Nam Việt Nam, thế nhưng đã có thể kiểm soát hơn một nửa nơi này vào ban ngày, đến đêm thì con số đó còn lớn hơn. Lần đảo chính này mặc dù không đạt kỳ vọng, thế nhưng chính nó đã mở ra một chương rất mới trong hành trình làm tình báo của ông Ẩn. Ông đã có thêm được hai thứ mà có cả tỷ đô cũng không thể nào mua được. Đầu tiên, đó là thông tin về việc bác sĩ Tuyến làm việc cho tình báo Anh. Và thứ hai, đó là tình cảm, niềm tin của bác sĩ Tuyến dành cho ông đã lên một tầm cao mới. Ông Tuyến vô cùng cảm động khi được ông Ẩn quan tâm lo lắng đến sinh mạng của mình và các thành viên trong gia đình. Những tình cảm đó của ông Ẩn tất nhiên là những tình cảm rất thật từ đáy lòng, không hề có một tí giả dối nào cả. Cũng chính kể từ lần này trở đi mà ông Tuyến đã tin tưởng gần như tuyệt đối vào cấp dưới của mình. Đây cũng chính là bước ngoặt để ông Ẩn có được những tài liệu bố của mật một cách cực kỳ đàng hoàng. Chính nhờ những tài liệu này cộng với phân tích sắc sảo của ông Ẩn mà chúng ta mới có thể giành chiến thắng trong trận ấp Bắc, để qua đó đánh dấu sự phát triển cả về thế và lực của cuộc chiến tranh cách mạng.
Đây cũng chính là trận đánh mở đầu cho sự khủng hoảng về chiến thuật và là dấu hiệu phá sản của chiến lược chiến tranh đặc biệt của quân đội Mỹ và quân đội Sài Gòn. Mọi chuyện tiếp theo như nào, tất cả sẽ có vào số sau, được phát vào lúc 21 giờ ngày 28 tháng 11 trên kênh của Tuấn Tiền Tỷ nha sếp ơi. Trong số trước chúng ta đã biết quá rõ những bí mật động trời về bác sĩ Tuyến, người quyền lực số 3 ở Sài Gòn, một người mà ông ẩn rất kính trọng và luôn tìm mọi cách để bảo vệ. Đã có thời gian ông ẩn làm một lúc ba việc, vừa làm cho bác sĩ Tuyến, vừa làm cho báo Việt Tân Xã, vừa làm cho báo Reuters của anh. Thế nhưng rồi ông đã phải rút hết, chỉ để lại mỗi việc ở Reuters làm bình phong mà thôi. Đơn giản bởi ngày đó ở báo Reuters, ông ẩn quá hiểu cái bối cảnh nghiệt ngã của báo chí dưới chế độ của Ngô Đình Diệm. Mọi thứ bị kiểm duyệt cực kỳ gắt, lỡ ngỡ là vào nhà tù chín hầm hoặc cồn đảo như chơi. Chính vì thế mà ông chỉ tập trung vào Reuters, bởi sơ hở một cái thì rất dễ lộ vỏ bọc của mình. Có thời gian báo chí bị kiểm duyệt lược bỏ nhiều quá, các nhà báo đã phản ứng lại bằng cách chỗ nào bộ phận kiểm duyệt bắt bỏ thì họ sẽ để chống hốc luôn cho bó tức. Ngô Đình Diệm ngay sau đó đã phải ra lệnh là cấm để báo trắng. Ra lệnh cấm để báo trắng xong thì các nhà báo họ bồi đèn, chỗ nào bị kiểm duyệt thì bố bồi đèn ngòm vào đấy, khiến cho tờ báo không khác gì là chó đốm. Công việc làm báo của ông ẩn ngày đó vô cùng vất vả, suốt ngày chỉ có sống và chạy theo tin tức, làm sao để cho ra tin nóng một cách sớm nhất. Nếu tin ra muộn thì buộc phải có cái gì đó hay hơn, hoặc phải có phân tích chất lượng hơn, bởi báo chí nước ngoài cạnh tranh cực kỳ gắt. Báo nước ngoài ngày đó tuyển chọn vô cùng kỹ, để vào được không chỉ cần giỏi tiếng Anh mà còn phải biết quan tâm đến thời cuộc, đến đất nước, đến chính trị và xã hội. Cùng với đó thì phải đạt đủ 3 tiêu chí: nhanh, chính xác và khách quan. Nhà báo như ông ẩn buộc phải chuyên nghiệp trong cách dùng từ, đã nói một từ là phải chuẩn, phải hiểu cái từ mình viết ra, không có đại khái là, nói chung là chỉ cần làm chật một vài tin thôi thì bị đuổi việc ngay lập tức. Ví dụ khi tòa chưa xử, chưa biết rõ đúng sai như nào mà lại nói là ông A ly dị bà B thì chủ động xin nghỉ việc luôn chứ không phải nghĩ gì nhiều. Đã là nhà báo chuyên nghiệp thì phải viết đúng là A và B ly dị nhau. Đó là ví dụ về đời sống, những cái chuyện tầm thường đã phải cẩn thận như vậy rồi thì bạn có thể hiểu cái chuyện chính trị nó yêu cầu cao như nào. Có lần 4 người ở đảo Hải Nam đi vượt biển xuống phía Nam qua rạch giá bị dạt vào đất liền. Ông ẩn là ký giả duy nhất được phỏng vấn và viết bài. Ông ẩn viết 4 nhân viên đánh cá đảo Hải Nam thuộc Trung Cộng đi tìm tự do bị sóng đánh dạt vào rạch giá. Vừa viết xong chưa hiểu đầu cua tai nheo như nào, ngay lập tức sếp của ông đã bay từ Singapore sang chửi thẳng vào mặt ông rằng viết là đi tìm tự do thì phải đưa cái từ đi tìm tự do đấy vào trang ngoặc kép, cẩn thận như vậy cho tôi, nếu không Trung Quốc sẽ đuổi cổ các phóng viên của tôi ở Bắc Kinh. Sở dĩ phải cho vào trong ngoặc kép như vậy, đó là bởi viết đi tìm tự do, thế nhưng lại không có trong ngoặc kép như kia. Thế thì khác gì là bảo người dân Trung Quốc không có tự do, họ phải lang bạt đi các nước khác để kiếm sống. Khác gì là gián tiếp chửi chính quyền Trung Quốc. Làm báo trong nước đã khổ, làm báo quốc tế còn khổ hơn rất nhiều. Kiến thức phải đủ rộng, đủ sâu, hiểu biết phải chắc chắn thì mới dám viết. Không thể nào tặc lưỡi cho qua được, lỡ ngỡ bày việc là còn nhẹ, chứ chưa nói đến bày đầu. Khi viết báo ở Reuters cũng như ở Time, ông ẩn luôn có những thông tin cực kỳ chính xác đến nỗi Robert Sapland, phóng viên của tờ The New Yorker đã phải ghen tị cực độ vì cùng là đồng nghiệp với nhau mà ông ẩn lại có nhiều thông tin chính xác đến như vậy. Ai là nguồn đã cung cấp tin tức cho ông ẩn và quan trọng hơn là tin đó chính xác đến từng mm. Mãi sau này ông ẩn mới dẫn Robert đến chợ chim và động vật cảnh, nơi mà sáng sáng ông thường lui tới để thỏa mãn đam mê và mua thức ăn cho chim với chó ở nhà. Robert không thể nào hiểu được là ông ẩn dẫn đến những nơi như này để làm gì, đang hỏi về việc lấy tin như nào, tự nhiên lại dẫn người ta đi chợ. Mãi sau này ông ẩn giải thích thì Robert mới ớ người ra. Sáng sáng đi chợ, nếu không thấy bán châu chấu thì có nghĩa là vùng nông thôn nơi sản sinh ra châu chấu đã bị Việt Cộng kiểm soát. Còn đến khi nào lại thấy châu chấu đem ra bán, tức là vùng đó đã được quân của Việt Nam Cộng Hòa lấy lại. Đối với các thứ khác cũng như vậy. Lúc này thì Robert mới hiểu được, hóa ra nguồn tin của nhà báo nó ở ngay chân họ chứ chẳng phải ở đâu xa. Quan trọng là bạn có biết quan sát và phân tích hay không. Những người như ông ẩn thì chỉ có hai cách để lấy tin. Một là nhờ vào khả năng phân tích và quan sát. Ngoài việc đi chợ mua châu chấu ra thì chúng ta đã biết đến câu chuyện ông phân tích từ câu nói của trợ lý đại sứ quán Mỹ tại Sài Gòn trong tập 67 rồi. Sếp nào chưa rõ thì có thể nghe lại số 67 giúp em. Chứ nói lại bây giờ là các anh em đã biết rồi chửi em to đâu, anh em lại bảo em toàn nói lại cái cũ thì chết. Đó là nguồn tin đầu tiên. Nguồn tin thứ hai đó là nhờ vào các mối quan hệ. Tầm cỡ như bác sĩ Tuyến, tài liệu gì cũng có, thế nhưng không phải tài liệu gì đọc cũng hiểu, đặc biệt là tài liệu về quân sự. Thế nên những cái đấy ông ẩn đều có thể đọc và biết một cách cực kỳ đàng hoàng. Ngoài ra thì còn rất nhiều các tướng khác cũng vậy, họ rất cần tham khảo ý kiến của ông ẩn trước khi ra một quyết định nào đó. Đó là hai nguồn tin duy nhất của ông ẩn. Ngoài ra không còn cách thứ ba.
đừng bao giờ bắt ông ăn cắp tài liệu. Đấy là điều cấm kỵ của ông. Ngay đến cả việc chụp trộm tài liệu ông cũng không dám làm, chứ đừng nói đến việc cầm hẳn tài liệu có dấu mật về nhà. Sở dĩ có điều đó, đó là bởi miếng phô mai chỉ có trong cái bẫy chuột mà thôi. Ông luôn phải đề phòng mọi lúc mọi nơi. Chụp trộm, chẳng may các máy móc nghe lén của nó phát hiện ra thì bố của nhục. Kể cả trường hợp có thằng nó mời ông sơi, ông cũng không bao giờ sơi. Bởi sơi kiểu đấy thì rất dễ bị gài bẫy. Chụp tài liệu có dấu mật xong mang về nhà, rồi nó cho cảnh sát đến nhà lục soát thấy thì chỉ còn đường chết mà thôi. Không dạy gì làm điều đó cả. Chính vì thế mà ông ẩn luôn có thói quen đọc và nhớ rất nhanh những tài liệu như này. Làm như vậy thì tốt cho ông. Thế nhưng các lãnh đạo bên trên khi nhận tin của ông thì họ rất do dự về tính chính xác để ra những quyết định sống còn. Bởi có những thông tin ông báo về nghe thì thích thật, thế nhưng không hiểu là ông lấy nguồn ở đâu. Rất nhiều lần các lãnh đạo của mình bắt ông phải có bằng chứng, thế nhưng ông lập tức từ chối. Ông muốn lãnh đạo phải nhớ rằng ông là tình báo chiến lược chứ không phải là gián điệp. Gián điệp thì mới làm cái chuyện ăn cắp trộm giật đó. Nhiệm vụ của ông là đọc tài liệu, phân tích nó, tổng hợp với các sự kiện khác trên toàn thế giới, đưa ra dự đoán trong tương lai gần, tương lai xa, rồi sau đó gửi cho lãnh đạo. Đó là tin tình báo. Ông phân biệt rất rõ rằng nó có tin tức thường, tiếng Anh gọi là information, còn tin tình báo, tiếng Anh là intelligence. Đó là hai định nghĩa hoàn toàn khác nhau. Khi hỏi về việc bị cấp trên bắt phải cung cấp tài liệu, ông đã chia sẻ rằng nếu họ không tin tôi thì tôi cũng không quan tâm. Đối với tôi điều đó rất đơn giản. Tôi làm việc cho họ, tôi làm việc chính nghĩa, tôi làm vì nhân dân Việt Nam. Tôi không làm việc cho bất cứ cá nhân nào cả. Nếu họ không tin tôi chỉ việc phủi tay bỏ đi là xong. Chỉ có một vài trường hợp bất đắc dĩ thì tôi mới chụp ảnh tài liệu và gửi về cho lãnh đạo, bởi việc đó quá nguy hiểm. Bất cứ khi nào bị chất vấn về nguồn tin thì ông ẩn đều trả lời rằng tôi là nguồn tin, nếu các anh không tin tôi thì hãy quên nó đi. Ai trong trường hợp của ông ẩn có lẽ đều hiểu cho tình thế của ông. Đơn giản bởi với cách lấy tin tức từ các mối quan hệ thì điều bắt buộc mà ông cần phải làm đó là bảo vệ nguồn tin. Việc chụp nguyên tài liệu để lộ ra cho bên thứ ba với ông đó là một điều cấm kỵ. Và ông thừa hiểu rằng làm như vậy thì cũng chỉ được một hai lần chót lọt mà thôi. Rồi cái kim trong bọc kiểu gì cũng sẽ lòi ra, không thể nào bền được. Những người làm việc cùng ông, những người được cầm tài liệu mật trong tay, đầu của họ toàn là những cái đầu có sạ cả. Họ không ngu gì mà để cho ông làm mãi như vậy. Nếu như cứ muốn tìm hiểu về nguồn tin mà ông ẩn có được thì đó luôn là một điều cực kỳ khó. Bởi với ông, một phóng viên giỏi là một phóng viên biết trích xuất những sự thật bên trong các tin đồn. Ngày đó ông chỉ học nghề tình báo qua sách vở, và cuốn sách Mổ Xẻ Nghề Tình Báo đã dạy cho ông một cái rất hay rằng hoạt động tình báo thành công khi và chỉ khi biết chấp nối các mẩu thông tin nhỏ bé mà nhìn qua tưởng chừng như nó không quan trọng. Thế nhưng khi xếp hàng chục mẩu lại cạnh nhau, nó sẽ tạo nên một bức tranh để từ đó báo cáo cho lãnh đạo. Đó cũng chính là lý do mà tại sao tầng lớp nào ông cũng chơi, từ quan chức cho đến đội giặt dẹo hút trích. Và tất nhiên, ông không chỉ chơi cho vui, chơi xong là xong, mà ông luôn bảo trì, bảo dưỡng các mối quan hệ đấy liên tục. Ngày lễ, ngày Tết là phải có quà cáp đàng hoàng. Và quan trọng là lúc nào cũng phải chơi rất thiệt tình. Người ta khó khăn cái gì thì mình phải giúp cái đó. Có người khó khăn trong việc lấy thông tin cũng như phân tích thông tin để viết bài thì ông phải cung cấp hoặc là ngồi phân tích giảng giải thông tin cho người ta. Có người cần hiểu về kinh tế chính trị để đầu tư chứng khoán, ông cũng phải giúp người ta đến nơi đến chốn. Đang có đảo chính cũng phải lao thẳng đến nhà bác sĩ Tuyến để phụ bác sĩ Tuyến một tay, cứu vợ con của ông ấy. Lúc nào cũng phải có tư duy cho đi, bởi ông hiểu cho đi thì mới nhận lại. Hai từ duy nhất mà ông ẩn luôn mang theo mình để duy trì các mối quan hệ đó là sự thiệt tình. Ngay đến cả một người như Ngô Đình Diệm, ông cũng rất thiệt tình và Diệm rất quý tính này của ông ẩn. Ngô Đình Diệm rất thích nói chuyện với ai là người Nam mà lại biết về Huế, biết về miền Bắc. Riêng hai cái này ông ẩn lại cực dành, vì ngày bé ông từng được học ở Huế, gốc khác của ông là ở Hà Đông, Hà Nội. Chính vì thế mà chuyện gì ông cũng biết. Một lần ông lái xe đưa ông Diệm đi xuống Vĩnh Long. Diệm là một người rất thích cây cối, đi đường ông rất hay để ý cây nọ cây kia. Đang đi thì ông thấy cổng làng xa xa có cây cổ thụ, dưới gốc cây là bà con đang ngồi nghỉ ăn cơm trưa. Ông Diệm bèn hỏi ông ẩn rằng cây kia là cây gì vậy mày. Ông ẩn lập tức trả lời: cây gì cụ nhìn cụ biết, chứ con đang chạy xe 100 km/h, con làm sao dám nhìn cây, tính mạng của cụ đang trong tay con đây này. Ngô Đình Diệm nghe xong câu đấy rất thích, vì bình thường cấp dưới của ông chỉ biết a dua nịnh ông mà thôi, chứ không thằng nào thật lòng cả. Vớ được ông ẩn thật lòng như vậy, Diệm sướng như vớ được vàng. Chính vì tính cách thiệt tình, thế nên ông ẩn luôn có những quyền lực đặc biệt mà không ai có được. Ông còn có cả giấy đi đường của an ninh phủ tổng thống, ông còn mượn được cả xe của phủ tổng thống để đi thăm các khu chủ mật, lái cả xe ra vĩ tuyến 17. Ngoài ra thì ông còn dắt Diệm đi ăn chơi nhảy đầm, đó là chuyện vô cùng bình thường. Mọi thứ rất thiệt tình, không có gầy bẫy gầy biếc gì ở đây cả. Đối với ông ẩn, thông tin là tiền và quan hệ cũng là tiền.
không bao giờ có thể coi nhẹ những thứ có giá trị vô hình như vậy được. Khi có được các mối quan hệ thân tín như vậy rồi, thì ông sẽ ngồi phân loại để lấy thông tin. Thông thường thì sẽ có 3 loại. Loại 1 đó là tư lệnh quân đội, người làm chỉ huy, người ra lệnh và lập kế hoạch. Thông tin từ những người này thì là bố của Ngon và luôn luôn phải ưu tiên chăm sóc số 1. Loại thứ 2 đó là người cấp dưới, là những người thi hành kế hoạch. Loại thứ 3 đó là người được đọc kế hoạch và lưu giữ hồ sơ. Muốn biết thông tin tầng nào thì ông Ẩn sẽ nhắm vào mục tiêu đó. Câu chuyện của ông Ẩn có thể cho chúng ta thấy các bài học về kinh doanh thông tin của ông nó chẳng khác gì thời buổi bây giờ cả. Trong kinh doanh luôn có 3 loại khách. Thứ nhất là khách đầu vào, là người cung cấp thông tin cho ông Ẩn. Thứ hai đó là khách hàng nội bộ, là nhân viên ở trong công ty. Thứ ba đó là khách đầu ra, là những người đọc bài báo do ông Ẩn viết. Ông Ẩn là người chăm sóc cực kỳ tốt khách đầu vào và khách nội bộ. Khi hai khách đó tốt rồi thì khách đầu ra là mặc định, chứ không cần phải mất công đi tìm làm gì cho mất thời gian. Trong thời buổi dịch bệnh bây giờ, mọi thứ cũng y hệt như vậy. Người ta không hề thiếu khách đầu ra, khách mua hàng nhiều nhan nhản. Thế nhưng khổ một cái là khách đầu vào chơi đẹp với người ta thì người ta sẽ cung cấp vải vóc nguyên liệu cho mình để mình sản xuất. Còn không thì cũng đành bó tay. Có vải vóc nguyên liệu rồi mà công nhân bỏ về quê không thèm lên, không có người để may thì cũng chẳng có hàng mà xuất đi. Đối với ông Ẩn thì khách đầu vào ông chăm sóc họ như vua, đồng thời khách nội bộ cũng vậy. Vợ con, đặc biệt người giao liên của ông là bà Ba, ông hiểu nỗi khổ của bà như nào, suốt ngày phải lăn lộn tạo mọi kịch bản để hai người có thể gặp nhau ở chợ. Buôn bán cũng chẳng được mấy đồng, chính vì thế mà lúc nào có điều kiện ông lại truyền tin và tiện thể biếu bà Ba ít tiền hoặc sấp vải hoa. Hay như người giao liên hai ánh cũng vậy, cô này là F2, ở trong đường dây có F0 là ông Ẩn và F1 là bà Ba. Thỉnh thoảng cô phải đến tận chợ để bắt liên lạc với F1, nhưng có những lúc cô bắt liên lạc trực tiếp với F0 luôn. Chỉ có cái là cô không biết F0 là ai, không biết tên tuổi, chỉ biết đây là khách giao hàng mà thôi. Thế nhưng ông Ẩn biết rất rõ hoàn cảnh của cô hai ánh. Chồng mất sớm, một mình cô vừa nuôi con nhỏ, vừa phải đảm đương công tác giao liên. Chính vì thế mà mỗi lần có điều kiện, ông Ẩn lại gửi cho con của cô hai ánh vài hộp sữa, khiến cô cảm động vô cùng. Mãi sau này cô hai ánh mới biết người đó chính là ông Ẩn. Chính vì sự quan tâm chăm sóc đó, thế nên nguồn tin của ông lúc nào cũng chất nhất Sài Gòn. Mọi người luôn yêu thương bảo vệ ông hết mực. Họ có phải hy sinh tính mạng, có bị tra tấn như nào đi chăng nữa thì cũng không bao giờ khai về đường dây của mình nửa lời. Ông Ẩn cũng cảm ơn những khách hàng đầu vào cũng như khách hàng nội bộ của mình đến tận cuối đời. Chuyện nào ảnh hưởng đến nguồn tin, đến khách hàng đầu vào thì có đến chết ông cũng không bao giờ khai. Những người đã từng làm giao liên cho ông như bà Ba, bà Hai Ánh, ông Hai Thương, ông Ẩn đều cảm ơn họ đến cuối cuộc đời. Bởi ông hiểu, ông có quan hệ rộng như nào, ông có phân tích sắc sảo thế nào đi nữa mà không có những người giao liên như bà Ba truyền tin thì tất cả những thứ đó cũng chỉ là cỏ rác. Chính nhờ tất cả những khách hàng đầu vào và khách hàng nội bộ này mà ông Ẩn đã khiến cho Mỹ thất bại hoàn toàn trong trận ấp Bắc, đập tan kế hoạch chiến tranh đặc biệt, khiến cho địch phải thay đổi hoàn toàn cách nhìn về mình. Và quan trọng là mình cũng thay đổi hoàn toàn cách nhìn về Mỹ sau những ngày phải luồn cúi không biết đánh Mỹ kiểu gì. Công sức của ông Ẩn trong trận này lớn như nào, tất cả sẽ có vào số sau, được phát vào 21 giờ Chủ nhật ngày 12 tháng 12 trên kênh của Tuấn Tiền Tỷ nha sếp ơi. Trong số trước chúng ta đã quá rõ về cách lấy tin mật của ông Ẩn, một việc mà không ai có thể làm được thay ông. Với những tin mật mà ông có được trong tay thì chiến công đầu tiên của ông chính là trận ấp Bắc, một trận đã giúp cho mình thay đổi hoàn toàn suy nghĩ khi phải đối đầu với những thứ tối tần nhất của Mỹ. Câu hỏi đầu tiên cho điều này đó chính là tại sao ngày đó Mỹ và Ngụy lại chọn đánh ấp Bắc, tại sao lại lên một kế hoạch bài bản để đánh vào một làng nhỏ như vậy? Rõ ràng là vẫn còn bao nhiêu chỗ khác cần phải quan tâm, bao nhiêu việc khác cần phải làm. Cùng với đó là tại sao lại đánh vào ngày mùng 2 tháng 1, một ngày ngay sắp Tết dương lịch, sao không lùi đến tháng sau để đánh cho cẩn thận? Theo như thông tin từ phía Việt Nam Cộng Hòa thì việc chọn ngày mùng 2 tháng 1 để đánh là bởi ngày đó Huỳnh Văn Cao, tư lệnh quân đoàn 4 vùng 4 chiến thuật, một chuyên gia nịnh bợ Ngô Đình Diệm đến từng chân tờ kẽ tóc, muốn kiếm một chiến thắng về để làm quà cho Diệm, người sinh ngày mùng 3 tháng 1. Chính vì muốn có một món quà sinh nhật ý nghĩa để nịnh bợ cấp trên, thế nên trận ấp Bắc mới diễn ra vào ngày mùng 2 tháng 1. Câu hỏi tiếp theo đó là tại sao lại đánh ấp Bắc mà không phải là một nơi khác? Ấp Bắc ngày nay chính là xã Tân Phú, thị xã Cai Lậy của tỉnh Tiền Giang. Nếu như anh em hay đọc báo thì có thể cũng đã nghe đến trạm thu phí Cai Lậy. Đây là cửa ngõ của đồng bằng sông Cửu Long, nơi đóng vai trò trung chuyển, kết nối giao thương cả đường bộ lẫn đường thủy giữa Sài Gòn và các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Ngày xưa bản đồ của địch thì chỗ này nằm trên đường 4, bây giờ thì nó chính là quốc lộ 1A. Bác tài nào hay chạy khu vực này có lẽ sẽ hiểu hơn ai hết về tầm quan trọng chiến lược của nó.
Đây là huyết mạch cực kỳ quan trọng để vận chuyển lúa gạo, binh lính, vũ khí từ các tỉnh như Cà Mau, Cần Thơ, Sóc Trăng lên Sài Gòn. Thế nhưng nhục một cái là ngày đó địch rất hay bị mình đánh phá ở khu vực chốt trận này, và địa điểm mình tập kết quân để đánh phá đó chính là ấp Bắc. Đây chính là lý do mà tại sao ấp Bắc lại là nơi được chăm sóc đặc biệt đến như thế. Ngày đó Mỹ đã triển khai chiến lược chiến tranh đặc biệt ở Việt Nam, một chiến lược bao gồm cả quân sự, chính trị, kinh tế. Riêng trong quân sự thì nó có kỹ thuật và chiến thuật chống nổi dậy. Hai chiến thuật chủ yếu được nó sử dụng đó là trực thăng vận và thiết xạ vận. Đây là những lối đánh rất mới mà mình không tài nào nghĩ ra cách để đối phó. Nó cứ nghi ngờ thấy chỗ nào có mình là nó quay tròn lại, thế xong xả đạn vào trong vòng vây đó, giống hệt như kiểu cái trò chăn kiến trong tù vậy. Vẽ ra một vòng tròn quay mấy con kiến lại, rồi sau đó cầm gậy gẩy từng con. Lúc đấy đứng lại đánh cũng chết, mà chạy thì càng nhanh chết hơn. Chiến thuật này của địch khiến cho các lãnh đạo bên trên rất đau đầu. Bác Giáp đã phải cử hai phái đoàn sang Liên Xô và Trung Quốc để tham khảo cách khắc chế. Thế nhưng rồi cả hai nước này đều không nghĩ ra được cái gì cả, bởi họ chỉ biết chiến tranh chính quy mà thôi. Rất may là ông Ẩn đã cung cấp các thông tin mật để mình có thể xây dựng một lối đánh ở tầm chiến thuật, phá tan kiểu đánh úp sọt rất khó chịu này. Địch vẽ vòng tròn quay mình lại, sau đó dùng trực thăng thả quân xuống, dùng xe thiết giáp M113 đưa quân vào. Lúc này mình sẽ chống bằng cách đào các hố thật to, thật sâu để nằm chờ, kệ cho nó quay mình như nào thì nó quay. Thế nhưng quay xong, kiểu gì nó cũng phải thả quân từ trên cao xuống để bắn vào mình. Ngày xưa thì cứ thấy trực thăng của nó thả quân xuống là mình chạy té khói, bởi trang bị vũ khí của nó hơn hẳn. Chưa kể là nó còn được yểm trợ đủ các kiểu nữa. Thế nhưng khi nghiên cứu và hiểu nó rồi thì mình hiểu rằng càng chạy như ngày xưa thì mình càng chết. Bây giờ cứ đứng ở trong hố bắn ra thì ngon hơn rất nhiều. Xác suất mình chết cũng có chứ, thế nhưng mà xác suất ăn được địch nó sẽ cao hơn hẳn. Máy bay đang lơ ngơ thả quân xuống là cứ vậy mình đứng dưới hố mình bắn, mình dã cho to đầu. Đó là đối với trực thăng, còn xe thiết giáp M113 cũng vậy. Chỗ yếu nhất của nó là thằng bắn súng máy ở trên nóc xe, thường là sẽ để lộ từ thắt lưng trở lên, không có gì che chắn nên rất dễ tiêu diệt. Những chiến sĩ dũng cảm có thể tiếp cận rồi ném lựu đạn lên nóc xe, nơi có cửa mở cho xạ thủ súng máy. Mỗi một tiểu đội hoặc một trung đội phải chọn chiếc xe gần nhất rồi sấy cật lực vào đấy, tránh tình trạng để hỏa lực phân tán. Đó là những phân tích về lý thuyết, còn trên thực tế để làm được điều đó thì bộ đội của ta phải tính toán vô cùng chi tiết tỉ mỉ đến từng viên đạn. Để cho tầm bắn hiệu quả nhất, bộ đội của mình đã luyện tập tại vùng Đồng Tháp 10 với mục tiêu là mô hình trực thăng làm bằng giấy bìa gắn trên cổng tre. Trong việc tập bắn thì điều số 1 của số 1 mà bộ đội mình phải tập đó là tập bắn đón, phải bắn làm sao mà khi đạn bay lên thì máy bay nó bay tới là vừa. Đây là một tư duy buộc những người cầm súng phải nhớ. Tốc độ máy bay càng lớn thì góc bắn đón phải càng lớn. Lúc nào mà cuống quá không biết làm sao thì góc bắn tốt nhất là khoảng bằng 2/3 thân máy bay. Tất nhiên đó là đang nói đến chuyện máy bay bay trên trời mà thôi. Còn khi nó đã hạ cánh đổ quân xuống rồi thì mọi tính toán đó đều trở thành vô dụng. Ngày đó máy bay mà bọn địch dùng để đánh mình là loại H-21. Đây là loại nếu như mình bắn trúng vài viên thì nó cũng không xi nhê gì cả, đúng như kiểu gãi ngứa vậy. Chỉ khi nào mà dồn được nhiều đạn vào những bộ phận sống còn của nó thì nó mới dùng. Đây chính là đặc điểm mà mình rất lưu ý khi tập trận. Tất cả đều phải kiềm chế nghe lệnh của chỉ huy. Bao giờ hô bắn thì tất cả anh em mới tập trung bắn. Lúc đó xác suất máy bay dụng mới cao. Thời điểm bắn là thời điểm mà máy bay nó đang bay chậm để thả quân xuống. Đó là trên thao trường. Còn khi bước chân vào thực chiến, mọi thứ cũng không khác vậy là mấy. Trong những hàng cây là sự xen lẫn cái bình thường của những cây như cây chuối, cây dừa, cây tre và những chiếc hố. Bộ đội đã đào hố làm sao để cây bên cạnh không bị chết, lá không bị héo. Đồng thời thì đất cát khi đào lên sẽ được rải đều khắp nơi để tránh bị phát hiện. Ngụy trang đủ các kiểu để làm sao máy bay trinh sát của đối phương có lượn cả ngày cũng không thể nào phát hiện ra dấu hiệu gì. Những hố cá nhân sẽ được đào rất sâu để bộ đội có thể đứng trong đó. Lúc nào mà địch dội bom thì mình có thể cuộn người né bom dễ dàng. Những hố như này chỉ có thể bị thương nếu như ăn bom trúng miệng hố hoặc bị một tia napalm đốt cháy làm cho ngạt thở. Theo như văn nói của điệp viên Phạm Xuân Ẩn thì địch chơi theo chiến thuật bủa lưới phóng Lào, còn mình ở đây là cắm cọc bẻ Lào, một chiến thuật đã khiến cho quân đội Việt Nam Cộng Hòa bất ngờ vô cùng. Từ trước đến nay nó vẫn khinh thường mình là những người bé nhỏ rách dưới, thế nên nó cực kỳ hoảng khi thấy mình dám đứng lại bật nó ở trong một trận đánh quy mô lớn. Nó bất ngờ tới độ chỉ trong vòng vài phút đầu trận, 14 trên 15 chiếc trực thăng bị ăn đạn, 4 chiếc bị rơi và 3 người Mỹ bị thiệt mạng. Chiến thuật đánh xe bọc thép của mình đã khiến cho quân Việt Nam Cộng Hòa sợ tái mặt. Nó không thể nào tưởng tượng nổi bộ đội của mình lại dũng cảm như vậy. 3 chiến sĩ gang thép đã quyết tâm áp sát ném bom thẳng vào trong lòng những chiếc xe bọc thép để ngăn cản không cho nó áp sát tới căn cứ địa của mình.
Tất nhiên là những mất mát đó chẳng thấm vào đâu so với nguồn lực của địch. Nó có tới 1.400 quân, trong khi đó mình chỉ có 350 quân, chưa bằng số lẻ của nó. Chính vì thế mà số lượng thiệt hại kể trên với nó như muối bỏ bể. Về lý thuyết thì quân của Việt Nam Cộng Hòa và Mỹ vẫn hoàn toàn có cửa thắng trong trận này, thậm chí là cửa thắng sáng hẳn hoi, bởi quân mình đã bị bao vây toàn bộ rồi, đánh nữa thì cũng không thể nào ăn nổi, buộc phải rút quân mà thôi. Thế nhưng quan trọng là khi cố vấn cấp cao cho quân đội Việt Nam Cộng Hòa là John Powell xin cứu trợ từ đội Thiết Xà Vận thì Ngô Đình Diệm trước đó đã ban lệnh rằng không một ai được tham chiến nếu không được Sài Gòn chấp nhận, làm sao phải tránh tổn thất về tính mạng, ai không tuân lệnh sẽ không được thăng cấp. Chính vì điều này đã khiến cho John Powell thua trận. Ông đã phải thốt lên rằng một thành tích quá tồi tệ, những người này không chịu nghe lệnh, bọn họ cứ lặp đi lặp lại những lỗi chết tiệt. Đây là trận đánh bộc lộ rất nhiều những điểm yếu của quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Họ không hề đoàn kết như cái mồm họ nói. Bằng chứng là sáng ngày hôm sau khi đi thị sát đất Bắc, nhà báo Nisihen đã thấy có quá nhiều xác chết của quân Việt Nam Cộng Hòa. Thế nhưng đồng đội của họ không thèm chở xác họ về mà cứ vậy bỏ mặc nơi chiến trường lạnh lẽo. Ông Ẩn nhìn thấy quá rõ điểm yếu trong chính sách lựa chọn nhân sự của Diệm. Ông cho rằng trận ấp Bắc đã bộc lộ cái chính sách thăng tiến và bổ nhiệm vào thành phần lãnh đạo quân lực Việt Nam Cộng Hòa chỉ dựa trên lòng trung thành chứ không hề dựa trên năng lực nghiệp vụ. Ông Diệm có những tướng chưa bao giờ hoàn thành nhiệm vụ nhưng vẫn được thăng cấp bởi họ đã từng hôn lên tay của Nhu và Diệm. Ấp Bắc là nơi những con gà trống đầu tiên được trở về nhà. Cùng với nhận xét này của ông Ẩn thì sau đó 3 tháng, vào ngày 17 tháng 4 năm 1963, đội tình báo đặc biệt của CIA đã kết luận rằng Việt Cộng đã cho thấy họ là một kẻ thù đáng gờm và là lực lượng du kích hiệu quả như nào. Họ đã chứng tỏ được sự linh hoạt trong việc điều chỉnh chiến thuật để đối phó với mô thức chiến dịch kiểu mới của miền Nam Việt Nam. Một nhân tố quan trọng góp phần vào thành công này chính là hệ thống tình báo rất hiệu quả của họ. Những người mật báo có cảm tình với họ ở khắp các vùng nông thôn. Và rõ ràng, Việt Cộng đã duy trì được mạng lưới tình báo phủ sóng ở mọi cấp trong hệ thống quân sự và dân sự của Nam Việt Nam. Đây là một nhận xét rất chính xác của CIA, thế nhưng có lẽ họ không bao giờ có thể lý giải được cụ thể hệ thống tình báo của mình hoạt động như nào, làm sao để có thể biết được chân tơ cái tóc từng hoạt động của mình như vậy. Ai là người đã nghĩ ra cách để đối phó với họ hay đến như thế, khi mà ngay cả đến những nước lớn như Liên Xô và Trung Quốc cũng đều phải bó tay. CIA không thể nào hiểu được hệ thống tình báo của mình chỉ là điều kiện cần mà thôi. Điều kiện đủ để có thể giành được chiến thắng trong trận ấp Bắc đó chính là nhờ vào công sức của người dân rất lớn. Những người dân ở ấp Bắc ngày đó đã không rời bỏ bộ đội để đi. Họ quyết tâm bám trụ lại để nấu cơm, phục vụ bộ đội suốt cả ngày mà không kêu ca nửa lời. Bom rơi thì mặc bom rơi, chị em ấp Bắc vẫn khơi bếp hồng, thổi nồi cơm dẻo cơm nồng, giúp anh bộ đội no lòng đánh hăng. Đó là những câu thơ về sự chăm sóc rất nhiệt tình của người dân ấp Bắc dành cho các anh bộ đội. Trong nhật ký của Bảy Đen, người chỉ huy trực tiếp hôm đó, ông cũng viết những dòng lưu bút rất cảm động. Mặt đất rung chuyển như thuyền trên sóng, lửa napalm cháy, các dân công đến hỏi thăm tiếp đạn. Chúng tôi kiên quyết chặn địch suốt cả ngày, không để cho chúng mở mũi vào. Các mẹ, các chị tiếp tế lương thực trong bom đạn. Trận ấp Bắc nếu như để so về thắng lợi về vật chất thì có lẽ cũng chẳng có gì quá to tát để người ta phải kể đến. Thế nhưng cái quan trọng nhất là thắng lợi về tinh thần, đó là thắng lợi chẳng thể nào đo đếm được. Đó chính là khởi đầu cho một tư duy hoàn toàn mới của mình về việc đánh Mỹ. Mỹ mạnh thì mạnh thật, thế nhưng không phải là nó không có điểm yếu và mình không thể ăn được nó. Trận thắng ấp Bắc cũng chính là chiến công đầu tiên của ông Ẩn kể từ khi về nước. Một khởi đầu quá mỹ mãn của ông. Thế nhưng câu hỏi đặt ra là tại sao ông có thể nghĩ ra được cách đối phó với địch hay như vậy, trong khi những tướng giỏi nhất của Liên Xô và Trung Quốc lại đành phải bó tay. Tất cả sẽ có vào số sau, được phát vào lúc 21 giờ ngày 19 tháng 12 trên kênh của Tuấn Tiền Tỷ nhà sếp ơi. Trong số trước chúng ta đã quá rõ về sự tài tình của ông Ẩn. Khi mà cả Trung Quốc và Liên Xô đều phải bó tay với chiến lược chiến tranh đặc biệt thì ông chính là người đã nghĩ ra cách để chống lại nó, làm nên chiến thắng ấp Bắc lừng lẫy, đánh dấu một bước ngoặt rất lớn trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Vậy câu hỏi đặt ra đó là tại sao ông Ẩn lại có thể nghĩ ra được cách khắc chế, trong khi đó rõ ràng là Liên Xô và Trung Quốc họ cũng không phải là dạng vừa. Sở dĩ ông Ẩn biết trước được kế hoạch chiến tranh đặc biệt đó là bởi lúc đó ông đang làm ở Reuters và có những bài phân tích chính trị quân sự rất sắc sảo. Hơn nữa, ông lại được đào tạo từ Mỹ về, mọi lối suy nghĩ, cách nói chuyện của ông đều giống hệt như người Mỹ, thế nên các tướng Mỹ rất thích ông. Chính Staley, người đã soạn thảo ra chiến lược chiến tranh đặc biệt, đã phải câu cạnh ông Ẩn, muốn được gặp ông để xin ý kiến về kế hoạch của mình. Đây là lý do lớn nhất cho câu hỏi tại sao ông Ẩn lại có thể nghĩ ra được cách khắc chế chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mỹ. Sở dĩ Staley phải hỏi ông Ẩn đó là bởi hai lý do.
Đầu tiên, Starlay muốn thăm dò xem khi triển khai kế hoạch này thì các tướng của Việt Nam Cộng Hòa có phản ứng gì hay không. Và thứ hai là để ông ẩn viết những bài có lợi cho kế hoạch này ở trên báo Reuters. Ngồi nói chuyện với Starlay thì ông ẩn có thể hiểu được kế hoạch Starlay Taylor gồm 3 giải pháp chiến lược. Đầu tiên là tăng cường sức mạnh quân đội Sài Gòn do cố vấn Mỹ chỉ huy, sử dụng trực thăng vận và thiết giáp vận để nhanh chóng tiêu diệt địch. Thứ hai là xây dựng bộ máy chính quyền Sài Gòn vững mạnh, giữ vững thành thị, dập tắt phong trào cách mạng ở nông thôn bằng cách bình định và lập ấp chiến lược. Thứ ba là ngăn chặn biên giới, kiểm soát vùng ven biển, cắt đứt mọi nguồn chi viện từ miền Bắc, cô lập cách mạng miền Nam. Kế hoạch này được triển khai từ năm 1961 đến năm 1965 theo 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 đó là bình định miền Nam trong vòng 18 tháng tính từ giữa năm 1961 với 2 biện pháp: tăng nhanh lực lượng và khả năng chiến đấu của quân đội Sài Gòn theo công thức quân đội Sài Gòn cộng vũ khí trang bị Mỹ cộng cố vấn Mỹ, thực hiện cho được quốc sách ấp chiến lược, dự kiến đưa 10 triệu dân vào 16 đến 17 nghìn ấp chiến lược. Giai đoạn 2 bắt đầu từ năm 1963, khôi phục kinh tế, tăng cường lực lượng quân đội, hoàn thành công cuộc bình định. Giai đoạn thứ 3 đó là thực hiện từ đầu năm 1965, phát triển kinh tế, ổn định miền Nam và kết thúc chiến tranh. Nắm được bức tranh tổng thể này, ông Ẩn ngay lập tức gửi về cho lãnh đạo của mình ở bên trên. Thế nhưng quá sốt ruột với một kế hoạch mới bài bản của những cây đầu có sạn người Mỹ, lúc này các lãnh đạo bên trên đã yêu cầu ông Ẩn phải gửi ngay nội dung chi tiết về để còn kịp ứng phó. Đây là một yêu cầu bố bỏ khó dành cho ông Ẩn, bởi tổng thể kế hoạch thì qua nói chuyện ông cũng đã biết rồi, thế nhưng chi tiết như nào thì nó được bảo mật vô cùng kỹ. Mỹ nó soạn thảo xong hết rồi mà ngay đến cả Trần Kim Tuyến còn chưa biết thì ông Ẩn làm sao có thể biết nổi. Thế nhưng ngay lập tức thì ông Ẩn đã nghĩ ra cách, đó là kích đều bác sĩ Tuyến để bác sĩ Tuyến bắt Vũ Quốc Thúc. Người tham gia soạn thảo kế hoạch này phải đưa cho ông bản chi tiết để ông Tuyến có thể đọc. Có như vậy thì ông Tuyến mới phối hợp cùng Mỹ một cách ăn ý được. Và tất nhiên những cái liên quan đến quân sự như này thì ông Ẩn thừa hiểu rằng bác sĩ Tuyến rất kém, có cầm trong tay đọc cũng không hiểu gì đâu. Thế nên là kiểu gì cũng phải đưa ông đọc, ông phân tích rồi ông tổng kết lại, xong lấy bản báo cáo đó mà gửi lên cấp trên của mình là Ngô Đình Nhu. Mọi thứ đúng như kịch bản ông nghĩ trong đầu. Và rồi kế hoạch Starlay Taylor được ông nắm bắt và gửi về cho lãnh đạo của mình ngay từ trong trứng nước. Trong kế hoạch Starlay Taylor này có một tài liệu của MAGA có tên là Kỹ thuật và Chiến thuật chống nổi dậy. Ông Ẩn cũng nắm bắt một cách rất chi tiết ngay từ lúc nó được lập ra vào năm 1962. Đây chính là kế hoạch mà trong số trước mình đã kể cho anh em nghe về việc ông Ẩn suýt chết do cấp trên biết được kế hoạch này, xong rồi in ra hàng loạt để phổ biến cho các tỉnh để rồi địch biết được. Lần đó ông Ẩn suýt bị lộ, thế nhưng ngay một cái là địch nó lại cho rằng đây là tài liệu ngụy tạo để chia rẽ nội bộ, chứ không có gì cao siêu và cũng không điều tra xem ai đã làm lộ nó ra. Suốt từ những năm 1961-1962, mọi kế hoạch từ trong trứng nước của địch đã bị lộ như vậy. Chính vì thế mà ông Ẩn có rất nhiều thời gian để nghĩ ra cách đối phó với nó. Đây là lý do mà tại sao Liên Xô cũng như Trung Quốc khi được hỏi thì không tài nào nghĩ ra, trong khi ông Ẩn lại có thể biết được cách khắc chế. Đơn giản bởi Liên Xô và Trung Quốc bị hỏi quá gấp, trong một thời gian ngắn thì không thể nào nghĩ ra được, đó là điều dễ hiểu. Trong khi đó, ông Ẩn có cả năm trời đau đáu nghĩ về điều này. Cái giỏi của ông Ẩn đó là ông cực kỳ danh về chiến lược và chiến thuật quân sự. Ông đã từng chia sẻ rằng để phân tích được chiến lược thì buộc người ta phải am hiểu chiến thuật. Và đó cũng chính là lý do sau khi ông đọc xong kế hoạch của địch, ông có thể nghĩ ra được cách khắc chế. Giai đoạn năm 1961 đến 1965, tất cả những ý đồ gì của địch cũng đều được ông Ẩn gửi về cho lãnh đạo bên trên. Chính vì thế mà sau này khi nhớ lại thì các lãnh đạo vô cùng cảm phục ông. Ngoài ông Mai Chí Thọ thì ông Mười Nho cũng đã có những chia sẻ rất hay rằng năm 1962, Hai Trung đã gửi ra 24 cuộn phim của tất cả các kế hoạch liên quan tới chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mỹ, trong đó bao gồm kế hoạch tổng thể của cuộc chiến, các tài liệu về xây dựng lực lượng quân sự, sự hỗ trợ của quân Mỹ, kế hoạch lập ấp chiến lược, kế hoạch tái chiếm vùng giải phóng và kế hoạch củng cố lực lượng ngụy bằng thiết bị quân sự Mỹ. Rửa xong 24 cuộn phim đó, chân tay ông Mười Nho run lên bần bật. Ông đã phải thốt lên rằng có cả tỷ đô la cũng không thể nào mua được những tài liệu như vậy. Chính nhờ những tài liệu đó của ông Ẩn gửi về mà địch đã thất bại hoàn toàn trong trận Đất Bắc, buộc phải chấm dứt kế hoạch chiến tranh đặc biệt. Đồng thời nó cũng châm ngòi cho việc chế độ Ngô Đình Diệm bị sụp đổ sau đó 10 tháng. Đóng góp của ông Ẩn lớn đến nỗi sau chiến thắng ấp Bắc, ông chính là một trong hai người được trao tặng huân chương chiến công. Người còn lại là ông Bảy Đen, người chỉ huy trực tiếp trong trận ấp Bắc. Nói về sự sụp đổ của chính quyền Ngô Đình Diệm thì rất nhiều các sử gia đã có nguyên cả cuốn sách dày hàng trăm trang. Thế nhưng tóm gọn lại thì có 3 lý do chính dẫn đến sự sụp đổ của chế độ này. Đầu tiên là do chính quyền của Diệm không có một triết lý, không có một mục tiêu rõ ràng nào để hoạt động.
Bằng chứng cho điều này đó là phát biểu của Thứ trưởng Ngoại giao dưới thời Tổng thống Johnson là ông George Moll đã phát biểu rằng Hà Nội có một chính phủ, có một mục tiêu và có một nền kỷ luật. Chính quyền ở Sài Gòn thì lại là một trò đùa. Thực sự thì miền Nam Việt Nam là một đất nước có quân đội nhưng vô chính phủ. Không có triết lý, không có mục tiêu, không có định hướng rõ ràng, lại cộng thêm với việc quản trị nhân sự quá kém của mình, Mỹ buộc phải thay diện, đó là điều dễ hiểu. Ngô Đình Nhu và Ngô Đình Cẩn đánh nhau như chó với mèo, riêng nội bộ bên trong đã có hai phe. Cộng thêm với đó là việc bổ nhiệm thăng cấp cho các tướng lĩnh của mình cũng rất tào lao. Thằng nào nịnh tốt thì được lên cao, thằng nào không biết nịnh thì nhịn, không quan trọng tài năng hay đóng góp như thế nào. Minh chứng rõ nhất cho điều này chính là trận thua tại ấp Bắc. Thêm một cái nữa trong việc quản trị nhân sự, đó chính là để Trần Lệ Xuân, vợ của Ngô Đình Nhu can thiệp quá sâu vào mọi việc. Khoa học đã chứng minh rằng đằng sau thành công của một người đàn ông luôn có bóng dáng của người phụ nữ. Thế nhưng chỉ tiếc rằng người phụ nữ như nào đàn ông mới thành công thì khoa học lại không nói hết. Câu nói này dường như không đúng với chế độ của Diệm cho lắm. Trần Lệ Xuân chính là con giáp thứ 13 của không biết bao nhiêu gia đình. Rất nhiều các tướng lĩnh của Việt Nam Cộng Hòa hay CIA đã phải qua tay bà. Ngô Đình Nhu là người không biết phải ăn bao nhiêu cái sừng. Câu chuyện mây mưa này của bà Nhu, nếu như anh em thích thì mình có thể kể vào các số tiếp theo. Bà đã từng mây mưa với những nhân vật mà có lẽ không ai có thể ngờ đến được. Không chỉ có Trần Văn Đôn, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Sài Gòn, mà còn có cả các nhân vật khác bố của hành tráng mà ít người có thể ngờ tới. Đi vào chi tiết câu chuyện này lại sợ anh em quên mất chủ đề ngày hôm nay thì rất dở. Chính vì thế mà hẹn mọi người vào số sau nếu như anh em có nhu cầu. Cũng chính vì có quan hệ mật thiết với những tướng lĩnh như vậy nên bà Nhu có sức ảnh hưởng rất lớn về chính trị. Có việc gì khó xử, bà chỉ cần ra tay phút mốt là xong. Có quyền lực mềm trong tay nên bà Nhu cực kỳ hổ báo. Sự kiêu căng của bà đã trở thành một biểu tượng của chế độ họ Ngô. Khi một nhà sư ở Huế tự thiêu để phản đối chế độ, bà đã lớn giọng tố cáo rằng chính các chức sắc Phật giáo đã nướng vị sư kia. Ngoài ra còn có cả kích động từ các tổ chức nước ngoài vào nữa thì mới xảy ra chuyện như vậy. Bởi ngay đó xăng là mặt hàng phải nhập khẩu. Ngoài ra thì bà còn công khai phát biểu rằng tôi hoan nghênh các cụ tự thiêu, nếu ai thiếu xăng dầu thì tôi sẽ cho. Tất nhiên không chỉ có vậy, khi trả lời phỏng vấn trên tờ New York Times, bà vẫn thách đố tiếp rằng tôi thách mấy ông sư kia làm thêm 10 lần nữa, phương pháp giải quyết Phật giáo là phớt lờ, không cần biết tới. Chính những hành động, những phát biểu ngông cuồng này của bà Nhu đã góp phần đổ thêm dầu vào lửa dẫn đến cuộc đảo chính ngày 1 tháng 11 năm 1963, chấm dứt sự thống trị của Ngô Đình Diệm. Không có triết lý, không có mục tiêu rõ ràng, khả năng quản trị nhân sự quá yếu kém, cộng với đó là không được lòng dân khi suốt ngày áp đặt người khác phải sống theo hệ quy chiếu của mình. Đó chính là những nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của chính quyền Ngô Đình Diệm. Đây cũng chính là những nguyên nhân sụp đổ của bất cứ một tổ chức nào, chứ không chỉ riêng chế độ của Ngô Đình Diệm. Nhìn rộng ra thì các đội bóng khi xuống phong độ hầu như đều dính dáng đến một trong những nguyên nhân này. Người hiểu được rõ nhất đó có lẽ là trường hợp của người đặc biệt Jose Mourinho. Khi còn dẫn dắt Inter Milan, ông đã cho một cầu thủ rời sân sau 30 phút thi đấu và nói rằng ngày lễ Ramadan không phải là thời điểm tốt để chơi bóng. Chính phát biểu thiếu kiềm chế này của Mourinho đã khiến cho cộng đồng những người Hồi giáo cảm thấy vô cùng khó chịu với ông. Họ cho rằng đó là điều xúc phạm tới nghi lễ thiêng liêng của họ. Đây có lẽ cũng chính là một phần rất nhỏ để cấu thành lên những xích mích của Mourinho và Pogba, một cầu thủ cũng theo đạo Hồi, khi hai người này cùng làm việc tại Manchester United. Việc tôn trọng tôn giáo, tôn trọng hệ quy chiếu của từng cầu thủ là điều mà bất cứ một huấn luyện viên nào cũng luôn phải đặt lên hàng đầu, đặc biệt là những huấn luyện viên dẫn dắt những câu lạc bộ lớn, nơi mà các cầu thủ đến từ rất nhiều các tôn giáo khác nhau. Việc các cầu thủ phải thi đấu trong tháng Ramadan, một tháng mà các cầu thủ phải nhịn ăn từ bình minh đến hoàng hôn, họ không được bỏ vào miệng bất cứ một thứ gì, ngay cả uống nước, là một điều khiến cho ban lãnh đạo các đội bóng lớn vô cùng lo lắng. Thế nhưng tuyệt đối không một huấn luyện viên nào dám phê bình hay nhận xét gì cả. Đơn giản bởi họ hiểu đó là hệ quy chiếu, đó là đức tin của từng người, là người hiểu biết, họ luôn luôn phải tôn trọng điều đó. Huấn luyện viên hiện tại của Liverpool là ông Jurgen Klopp đã từng phát biểu rằng tôn giáo là quyết định của cá nhân, không ai có thể can thiệp. Đây là những minh chứng để củng cố chúng ta thấy được khả năng quản trị nhân sự của Ngô Đình Diệm kém như nào. Chọn nhân sự đã kém, lại còn để cho nhân sự của mình tự do chửi bới, tự do xúc phạm tôn giáo người khác thì việc sụp đổ là điều dễ hiểu. Tất nhiên là người học rộng hiểu sâu, từng được qua Mỹ đào tạo nhiều ngần, ông thừa hiểu được cái ngày mà chế độ Ngô Đình Diệm sụp đổ sắp đến, bởi mọi thông tin từ các phía ông đều đã nắm trong tay. Cái khó nhất của ông bây giờ là không biết cụ thể bao giờ thì sẽ có đảo chính. Nếu như Mỹ nó không đảo chính, nó quyết tâm giữ lại chế độ của Diệm thì sao? Xác suất là vô cùng thấp, thế nhưng trên đời không gì là không thể. Ông mà nghiêng hẳn về các phe chống Diệm bây giờ thì rất rủi ro. Chẳng may không có đảo chính thì một là mất hết các nguồn tin thân tín,
hai là mất hết uy tín của bản thân. Và quan trọng, một người sống giúp tình nghĩa như ông thì lương tâm không cho phép ông làm điều đó. Thời gian này ông đang làm việc cho Reuters, một bình phong rất thích hợp để ông có thể thể hiện với các phe phái rằng ông chả theo phe nào cả. Ông chỉ là một nhà báo đứng giữa và nhiệm vụ của ông là hot mà thôi. Thế nhưng cái khốn nạn ở chỗ là phe nào cũng muốn ông ẩn, hot làm sao cho có lợi về họ. Sau những phát biểu của bà Nhu về Phật giáo là thời điểm mà ông ẩn chịu một áp lực cực kỳ lớn. Reuters thì luôn muốn ông phải có những tin hay nhất, chất nhất mà không báo nào có. Lãnh đạo của mình bên trên cũng rất cần ông cung cấp thật nhiều thông tin về sự hỗn loạn tại Sài Gòn để con biết đường mà ra đòn. Cùng với đó thì các phe phái ông ẩn quen biết cũng muốn ông ẩn nói tốt về họ. Lúc này ông ẩn buộc phải nghiên cứu thật chính xác xem thời điểm cụ thể mà Mỹ sẽ thay ngựa giữa dòng là bao giờ. Muốn biết được điều này thì phải điều tra xem bao giờ thì nó sẽ thay đại sứ. Đại sứ mới sang Việt Nam có nghĩa là Mỹ sẽ thay đổi đường lối và 99% đảo chính lúc đó sẽ diễn ra. Việc biết rõ được Mỹ sẽ thay đổi đại sứ chính là pha lấy thông tin kinh điển của ông ẩn mà mình đã chia sẻ trong số 67. Chỉ cần dựa vào một câu nói rất vu vơ hồn nhiên mà ông ẩn có thể biết được thông tin thay đổi toàn bộ cục diện của cả một chế độ. Tại sao ông ẩn lại có thể biết được tin mật hay như vậy? Thì rất mong anh em nào chưa rõ có thể xem lại số 67 giúp em. Chứ nói ra bây giờ thì các anh em khác nghe rồi lại bảo em suốt ngày là chỉ nói lại mấy cái thông tin cũ thì thực sự là rất là khó xử cho em. Trong lúc phải đứng giữa cuộc chiến của các phe phái, ông ẩn tất nhiên không dại gì đụng chạm vào cụ thể một ai cả. Ông rất khéo léo trong việc tiếp cận vấn đề để đưa lên báo. Ông dặn một quả tít rằng một tuần nữa Mỹ thay đại sứ, Nothing sẽ về nước. Một cách viết vô cùng khéo léo của ông ẩn. Và đây cũng chính là lý do giải thích tại sao Reuters là bình phong tốt nhất của ông lúc bấy giờ. Nếu như không có Reuters thì có lẽ ông ẩn đã phải bỏ mạng bởi một trong hai bên rồi. Biết tin Mỹ sẽ thay đại sứ, ông ẩn nói với bên nào trước cũng không được. Nói với bên của Diệm trước thì phe chống Diệm chắc chắn sẽ khử ông và ngược lại. Chính vì thế mà có tin gì hay thì thôi đưa lên báo mà nói. Cả hai cùng biết trong một thời điểm, chả thiên vị ai cả. Đọc xong thì phe nào cũng phải cảm ơn ông ẩn. Phe của Diệm thì hiểu rằng tin này ông ẩn cung cấp ra quá ngon vì nó như là một tin cảnh báo. Trong khi đó thì phe chống Diệm cũng rất mừng vì họ hiểu rằng Mỹ thay đại sứ thì thời cơ đảo chính của họ đã đến. Chưa dừng lại đó thì Reuters cũng được lợi với việc này bởi nhờ có ông ẩn mà họ mới có những bài viết, có những thông tin vô cùng chất lượng, lúc đó mới đáng mặt là một tờ báo lớn. Làm như này thì chỉ có ông ẩn phải chịu khổ một chút mà thôi, bởi suýt chút nữa ông đã bị điều đi nước khác để viết báo do đại sứ của Sài Gòn ở Anh đã yêu cầu Reuters đuổi ngay những người phụ trách bài báo này đi bởi họ đã tung những tin đồn không chính xác. Rất may là đảo chính đã xảy ra, thông tin của ông ẩn đưa lên báo không sai một ly nào cả. Ông ẩn vẫn có thể yên vị làm báo tại Sài Gòn và tiếp tục công việc tình báo của mình. Tất nhiên chẳng có ai nghi ngờ gì về việc ông cũng phải điệp viên hay không, vì ông luôn xây dựng hình tượng là nhà báo, không liên quan gì đến chính trị, chỉ thích hóng hớt tin tức để về làm nghề mà thôi. Việc Diệm bị lật đổ chế độ là điều mà ông ẩn đã có thể tiên liệu được trước một cách rất rõ ràng. Thế nhưng câu hỏi đặt ra bây giờ đó là khi chế độ của Diệm bị lật đổ rồi thì liệu rằng Mỹ có đem quân tới luôn hay không? Lúc này ông ẩn phải làm thế nào để tiếp tục giữ được vỏ bọc của mình? Liệu rằng khi phe mới lên thì ông còn vẫn hoạt động hay không? Giữ được rồi thì làm thế nào để lấy được tin? Những nhận định của ông ẩn có giá trị như nào sau khi chính quyền của Diệm bị lật đổ? Tất cả sẽ có vào số sau, được phát vào lúc 21 giờ ngày 26 tháng 12 trên kênh của Tuấn Tiền Tỷ nha sếp ơi! Trong số trước chúng ta đã quá rõ về việc tại sao chế độ của Ngô Đình Diệm bị sụp đổ. Một trong những lý do của điều này đó là bởi trận thua tại ấp Bắc, một trận được đánh giá là đòn chí mạng và chiến lược của Mỹ ở Nam Việt Nam. Đây là bằng chứng cho việc quản trị nhân sự quá kém của Ngô Đình Diệm. Sau trận thua này, ý chí của người Mỹ đã bắt đầu bị lung lay. Các cố vấn của Mỹ ở miền Nam Việt Nam đã yêu cầu Lầu Năm Góc điều đình với Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam để rút 23.000 cố vấn Mỹ về nước, tránh gửi thêm quân vào Việt Nam. Thế nhưng đen một cái là Tổng thống Mỹ lúc đó là Kennedy bị ám sát sau Diệm đúng 20 ngày. Chính vì thế mà Mỹ đã quyết định không ngồi vào bàn thương lượng. Lúc này thì các lãnh đạo của ông ẩn đã có một nhận định rất sai lầm rằng sau khi Diệm bị lật đổ thì Mỹ cũng sẽ rút khỏi Việt Nam. Rất may là ngày đó ông ẩn đã có những tham mưu vô cùng giá trị. Ông nói rằng không đâu, Mỹ đang tới đây và các anh nên chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh lớn đi. Về bản chất, ông Diệm cũng chống việc Mỹ đưa quân vào và đó là một trong những lý do khiến CIA lật đổ ông ta. Ông ta phải trả giá vì đã vượt qua khỏi sợi dây xích của người Mỹ. Sau chiến công trong trận ấp Bắc thì những nhận định này của ông ẩn chính là chiến công thứ hai của ông.
Ngày đó khi chính quyền mới lên thành ngồi đình diệm, ông ẩn đã rất lo sợ vì không biết được ekip mới của nó như nào, có còn đất để cho ông hoạt động hay không. Thế nhưng chưa kịp lo lắng gì thì đội đấy đã coi ông ẩn hơn cả bố chúng nó rồi. Bởi chính quyền mới lên thì nhiều cái trong bộ máy vẫn chưa thể nào vào khuôn được, vẫn còn rất nhiều thiếu sót. Chính vì thế mà nó muốn nhận được sự ủng hộ từ báo chí. Làm sao mà nhìn vào mặt tốt của nó để khen thôi, cái nào xấu thì thôi, đừng bô bô lên cho thiên hạ biết làm gì. Chính vì thế mà ông ẩn cực kỳ xuống má. Cùng với đó thì với tính cách trọng nghĩa khinh tài của mình, ông ẩn luôn biết cách duy trì các mối quan hệ. Những người có vài vế dưới thời Ngô Đình Diệm sau năm 1963 hầu như chẳng ai thèm quan tâm, và một phần cũng sợ bị liên lụy nên có muốn quan tâm cũng chẳng dám đến gần. Thế nhưng đối với ông ẩn thì khác, ông vẫn rất tôn trọng và quan tâm tới họ. Một phần là vì chiến lược lâu dài của ông, biết đâu sau này họ trở lại cầm quyền thì sao, xác suất rất thấp, thế nhưng thôi kệ. Cái chính là ông muốn làm điều đó vì tình nghĩa bạn bè. Chính vì điều này mà bạn mới, bạn cũ, ai ai cũng đều rất yêu mến, tin tưởng và nể phục ông. Giai đoạn trước và sau khi Diệm bị lật đổ là những lúc ông ẩn cảm thấy vô cùng căng thẳng. Không chỉ căng thẳng trong công việc như trong số trước mọi người đã biết, mà nó còn là những giằng xé về nội tâm trong con người ông. Ngày đó các Phật tử đấu tranh chống lại chế độ của Diệm vô cùng mãnh liệt, những cuộc tự thiêu xảy ra triền miên để khuếch trương phong trào của mình. Các nhà sư rất cần đến báo chí, những người có thể đưa thông tin về những vụ tự thiêu sắp xảy ra. Và tất nhiên, ông ẩn luôn là người đầu tiên trong danh sách được liên hệ. Cái khó của ông ẩn chính là ở chỗ này. Bây giờ nếu ông gọi điện báo cảnh sát thì ông sẽ cứu được một mạng người. Thế nhưng nếu như làm điều đó thì ông lại đi ngược với quy tắc làm báo của ông, đó là quy tắc không để lộ nguồn tin. Chỉ cần một lần để lộ nguồn tin như thế này thôi thì mọi hình ảnh mà ông đã xây dựng từ trước đến giờ sẽ thành con số không tròn chính, rồi sẽ chẳng có ai dám đưa tin mật gì cho ông nữa cả. Chưa kể là nguồn tin cung cấp cho ông ẩn cũng không hề muốn một tí nào về việc ông sẽ làm lộ tin tức đó ra. Đây chính là giai đoạn ông ẩn cảm thấy vô cùng cắn rứt trong lương tâm của mình. Một bên là đạo đức nghề nghiệp, một bên là tính mạng của người khác. Thế nhưng rồi ông ẩn đã làm theo ý muốn của các nhà sư. Ông nói một câu rất hay trong cuốn Điệp viên Z21, kẻ thù tuyệt vời của nước Mỹ, rằng đó là đạo đức của nghề báo, anh phải tuân thủ tuyệt đối điều đó dù có khó khăn đến đâu thì chẳng nữa. Và đó mới chỉ là những khó khăn bước đầu trong thời kỳ trước khi Diệm bị lật đổ, thời kỳ chính trị Sài Gòn đang rối như cành hẹ. Sau khi Diệm bị lật đổ xong, ông ẩn cũng lại gặp rắc rối, đó là rắc rối với Reuters, cụ thể là những xích mích của ông với Nick Turner, trưởng đại diện của hãng Reuters tại Sài Gòn. Việc ông ẩn rời khỏi Reuters vẫn đang là tranh cãi suốt về việc ông tự xin nghỉ khỏi đây hay là do ông bị đuổi khỏi đây. Trong cuốn Điệp viên Z21, kẻ thù tuyệt vời của nước Mỹ, thì Turner nói rằng ông ẩn bị đuổi. Cùng với đó thì trong bài dịch của nhà báo Khải Đơn trên báo Thanh Niên cũng đã xác nhận điều này. Thế nhưng trong cuốn X6 Điệp viên Hoàn hảo của Larry Berman thì lại cho rằng ông ẩn bỏ đi chứ không phải bị đuổi. Sẽ rất khó để biết được câu trả lời chính xác cho vấn đề này. Thế nhưng bản chất ở đây vẫn là sự không vừa lòng của hai bên với nhau. Lý do đầu tiên đó là do phong cách làm báo của ông ẩn và Turner khác nhau một trời một vực. Turner là người nước ngoài đến Việt Nam, không có nhiều mối quan hệ và hiểu biết về văn hóa Việt Nam nhiều ông ẩn. Chính vì thế mà phong cách viết báo của Turner có phần vô cùng hổ báo. Thấy tin gì bất bình là bố cũng mang hết lên báo, không kiêng nể bố con thằng nào. Chế độ của Diệm có gì xấu, đàn áp bà con như nào, nó phang tất tần tật lên Reuters. Thế nhưng ngược lại thì phong cách làm báo của ông ẩn lại theo kiểu điềm tĩnh và chắc chắn. Viết một bài báo là ông phải nhìn trước ngó sau rất kỹ mới dám đăng. Chính vì thế mà ông vô cùng sợ phong cách viết báo có phần trẻ trâu của Turner. Có những bài báo viết ra ông ẩn hiểu rằng nó chỉ có hại chứ chả có lợi gì cho Reuters cả. Viết ra chửi bới chế độ của Diệm là đúng rồi, thế nhưng quan trọng là có thay đổi được chế độ của Diệm hay không, xã hội có tốt lên hay không, hay là sẽ bị Diệm nó đi. Lúc đấy thì làm gì có cửa mà làm ăn nữa, chưa kể lại còn hỏng hết các mối quan hệ của ông ẩn. Lúc đó công việc làm tình báo của ông sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Cái lý do thứ hai của việc xích mích với Reuters đó là ngày đấy ông ẩn luôn bơm thông tin cho Turner để cho ông này viết bài, toàn những tin ngon ơi là ngon, hot ơi là hot, chẳng báo nào có cả. Thế nhưng nhục một cái là Reuters lại rất khinh rẻ những tin tức đó, thậm chí là còn chẳng biết sử dụng nó vào việc gì. Hãng này rất ghét những bài báo mang tính tư duy phân tích dài dòng mà chỉ trung thành với kiểu viết tin ngắn gọn, rõ ràng, xúc tích để làm sao giảm chi phí điện tín mà thôi. Chính vì điều này mà ông ẩn vô cùng ghét. Cái giống đời đã đóng góp cống hiến hết mình cho công ty, thế xong công ty lại thờ ơ với những đóng góp đó thì thử hỏi có ai chịu nổi. Đây cũng chính là một trong những lý do mà ông đã bơm tin ra ngoài cho một nhà báo nữ có tên là Dippy, một nữ ký giả đang cộng tác với rất nhiều các tờ báo Mỹ, người có khá nhiều duyên nợ với ông ẩn. Chính Dippy về sau đã là người bảo trợ để vợ con ông có thể sang Mỹ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Lý do mà ông muốn làm việc với Dippy đó là bởi cô này là một người được Nguyễn Khánh, người cầm đầu chế độ Sài Gòn sau khi Diệm bị lật đổ, rất tin tưởng. Chính vì thế mà làm cho Dippy cực kỳ có lợi với ông ẩn.
bơm tin cho Reuters nhưng Reuters hững hờ thì ông ẩn bơm tin ra bên ngoài cho bõ tức. Thế nhưng chính việc làm cho báo khác như vậy đã khiến cho trưởng đại diện của Reuters tại Sài Gòn vô cùng sôi máu. Reuters và ông ẩn vốn trong lòng đã không ưa nhau rồi, và hành động này như một giọt nước tràn ly. Thuner đã nói thẳng với ông ẩn rằng nếu ông làm việc cho cộng sản thì chẳng sao cả, thế nhưng ông làm việc cho đối thủ cạnh tranh của Reuters thì đó là điều không thể nào chấp nhận được. Sở dĩ có ý này đó là bởi ngày đó Thuner đã từng nghi ngờ ông ẩn làm cho cộng sản rồi. Thế nhưng khổ một cái là ông không dám nói ra với ai. Cơ sở của nghi ngờ này đó là bởi cứ thỉnh thoảng ông ẩn lại biến mất khỏi Sài Gòn mấy ngày và chẳng bao giờ nói cho ai biết là ông đang đi đâu. Đã đi là ông lặn luôn một hơi, không ai biết tung tích gì cả. Mọi người thì đoán ông ẩn có bồ ở đâu đó, thế nhưng Thuner thì không nghĩ như vậy. Thuner biết ông ẩn rất yêu vợ mình nên chẳng có cái cớ gì mà lại cặp kè với ai khác cả. Có chăng thì khả năng cao ông ẩn đi đến một nơi nào đó để bàn bạc với Việt Cộng. Không chỉ có Thuner mà sau này trong cuốn Điệp viên Z21, kẻ thù tuyệt vời của nước Mỹ, phóng viên của tờ UPI là Ray Hedden cũng chia sẻ về việc nghi ngờ ông ẩn là người cộng sản. Bằng chứng là khi đi cùng ông tới chợ chim ở đường Nguyễn Huệ, ông ẩn thường hay hỏi một cách rất tò mò về các chuyến đi của Hedden khi ra chiến trường. Hedden thấy ông ẩn đặc biệt quan tâm tới miêu tả về các đơn vị quân sự, điểm mạnh, điểm yếu của các đơn vị này. Mặc dù có người nghi ngờ ông ẩn, đặc biệt là Thuner, thế nhưng khi được hỏi Thuner đã bao giờ tiến hành một cuộc kiểm tra an ninh đối với Phạm Xuân Ẩn hoặc là đề cập những mối nghi ngờ của mình với các nhân viên tình báo hay chưa, thì Thuner đã phải thừa nhận rằng dường như không một ai có thể nghi ngờ rằng Phạm Xuân Ẩn là một mối đe dọa an ninh, và tôi không đời nào đề cập chuyện đó với tình báo Anh hay tình báo Mỹ. Tôi sợ là họ sẽ co vòi lại và không nói chuyện với tôi nữa. Về bản chất thì Thuner vô cùng sợ việc nói ra điều đó. Thuner hiểu rằng một người đã được tin tưởng như ông ẩn thì việc nói xấu bôi nhọ 180 độ với ông là điều không thể. Thậm chí nó còn phản tác dụng và rất dễ bị coi là thành phần phá thối gây chia rẽ nội bộ. Lúc đấy thì đội tình báo Mỹ hay tình báo Anh có thể ám sát Thuner bất cứ lúc nào. Đây là minh chứng rõ nhất cho ta thấy được thương hiệu cá nhân có sức mạnh khủng khiếp ra sao. Khi mà người ta đã tin một cách sắt đá mình là người tốt rồi thì lúc đó ông có nói rời nói bể, ông có làm gì đi nữa thì người ta vẫn cứ tin tưởng ông một cách tuyệt đối. Lúc đấy ăn chặn từ thiện rõ như ban ngày cũng không ai nghi ngờ gì cả. Thằng nào mở mồm ra nói một cái thì số đông sẵn sàng đập chết thằng đấy ngay lập tức. Lý thuyết gốc của việc xây dựng thương hiệu cá nhân nó xuất phát từ câu nói của Hitler: bạn cứ nói dối đủ lớn và đủ nhiều thì đám đông sẽ tin đó là sự thật. Cái quan trọng là động cơ của việc nói dối đó có đại diện cho chính nghĩa hay không mà thôi. Quay trở lại với câu chuyện rời Reuters của ông ẩn, sẽ chẳng có ai trả lời được câu hỏi ông ẩn bị Reuters đuổi hay là do ông tự rời đi. Thế nhưng nếu sâu chuỗi lại các thông tin trong cuốn X6 Điệp viên hoàn hảo của Larry Berman, Điệp viên Z21, kẻ thù tuyệt vời của nước Mỹ, tác giả Thomas Abbott, và các bài phỏng vấn của nhà báo Hoàng Hải Vân trên báo Thanh Niên, thì có lẽ câu trả lời đó là ông ẩn rất muốn rời khỏi Reuters và ông muốn tạo một cái cớ gì đó để Reuters mới là người chủ động đuổi ông đi, chứ không phải ông chủ động xin nghỉ. Tại sao lại phải làm như vậy làm gì cho loang ngoang? Đơn giản bởi ông không muốn lộ thân phận là tình báo của mình ra làm gì cả. Đang làm ở chỗ này ngon, tại sao lại phải chuyển? Chuyển để làm gì? Tòa soạn nơi ông sắp tới kiểu gì họ cũng sẽ hỏi những câu như này. Chính vì thế mà ông muốn Reuters chủ động đuổi ông đi vì một lý do nào đó cấm kỵ. Tất cả là do hai bên không hiểu ý nhau mà thôi, chứ chả có gì là ai xấu hay tốt cả. Còn riêng về năng lực làm báo của ông thì thôi không cần phải bàn. Sở dĩ ông ẩn muốn rời khỏi Reuters như vậy đó là bởi khi Mỹ đưa quân vào Việt Nam thì bình phong Reuters của ông không còn phù hợp nữa. Lúc đó thế lực truyền thông của Mỹ chắc chắn sẽ áp đảo hoàn toàn. Các báo của Anh như Reuters không thể nào có cửa để có thể tồn tại. Chỉ có làm báo Mỹ thì mới có điều kiện tiếp cận với các tướng Mỹ cũng như giới cầm quyền Sài Gòn, vừa tốt cho việc làm báo, vừa tốt cho việc tình báo. Đây là điểm mấu chốt nhất trong lần nhảy việc này của ông ẩn. Tất cả những cái bên trên chỉ là ngụy trang cho nghề tình báo. Mục đích của ông là để cho người ta thấy rằng ông ẩn này chỉ biết làm báo thôi, cái kiểu say nghề nên suốt ngày đi cãi nhau mấy cái vớ vẩn với sếp, chứ động cơ thì rất trong sáng, chả có gì cả. Đó chính là lý do mà tại sao ông có thể tồn tại ngay cạnh những cái đầu có sạn của Mỹ mãi mà chẳng ai hay biết gì. Những người bạn chơi rất thân cũng chưa bao giờ có chút nghi ngờ gì với ông ẩn. Đơn giản bởi ông luôn chơi rất thiệt tình. Nhưng ngoài cái sự thiệt tình đó ra thì ông còn phòng ngự hai lớp cực kỳ chắc. Có nghi ngờ thì tất cả cũng chỉ là cảm nhận, không hề có bằng chứng xác đáng. Thế nên cũng chỉ dám giữ trong đầu chứ không dám nói ra với ai vì sợ phản tác dụng.
năm 1964 khi nghỉ ở Reuters, đó là thời điểm mà ông Ẩn phải ra ngoài làm tự do. Ngày đó thì những người giỏi như ông không bao giờ bị thiếu việc. Đội nhà báo của các nước trên thế giới ồ ạt đổ sang Việt Nam để viết bài, làm tin tức về chiến tranh. Chính vì thế mà họ rất cần một người phiên dịch, một người am hiểu về lịch sử, chính trị, tình hình chiến tranh tại Việt Nam. Chính vì thế mà tất nhiên chả bao giờ ông Ẩn có định nghĩa là đi xin việc, mà việc nó phải xin ông. Bởi ở cái đất Sài Gòn ngày đấy thì không một ai có cửa cạnh tranh được với ông cả. Ngày đó ông Ẩn đã chọn làm việc cho Deep V, bởi Deep V được những người cầm đầu Sài Gòn rất mến mộ. Đó là cái lý do chính. Thế nhưng thêm một cái nữa mà ông Ẩn rất thích ở Deep V, đó là bởi cô này rất mở lòng tìm hiểu về lịch sử con người Việt Nam để hiểu rõ hơn về cuộc chiến. Cô biết tiếp thu những thông tin vô giá của ông Ẩn để viết bài. Và đặc biệt hơn nữa là ông Ẩn có thể tận dụng cô ấy để lấy thông tin. Những người phụ nữ như Deep V đi đâu cũng được đón tiếp nồng hậu hơn ông Ẩn. Những bố thích sĩ gái mà gặp Deep V thì có gì cũng nôn ra hết. Chưa kể là lúc được Deep V phỏng vấn, bố nào cũng nghĩ là con gái chân yếu tay mềm, giọng thỏ thẻ như Deep V thì biết cái gì. Ông nào mắt mũi cũng sáng như đèn ô tô, lúc nào cũng như kiểu là ui dồi luộc em này thì quá đơn giản. Deep V thì được đào tạo nghiệp vụ làm báo rất bài bản, nên các bố có nói gì cô này cũng tỏ vẻ đồng ý và ngưỡng mộ. Thế nhưng đấy là lúc phỏng vấn thôi. Về nhà viết báo thì Deep V lại viết hoàn toàn khác, vạch trần tất cả mọi thứ, làm sao để cho tờ báo cô đăng có giá trị nhất. Đây là những điểm rất thuận lợi của nhà báo nữ mà ông Ẩn không bao giờ có được. Ngoài ra thì ông còn được Deep V chỉ dạy cho phong cách viết, câu chữ khi viết, làm thế nào để nổi bật lên được những câu chủ đạo, và đặc biệt là viết như nào cho khách quan nhất, một đặc sản trong phong cách báo chí của người Mỹ. Đó chính là những lý do mà ông Ẩn đã chọn Deep V để làm cùng. Deep V chính là cái tên có lẽ có nhiều duyên nợ nhất trong cuộc đời của ông Ẩn. Bà là một trong số ít những người bạn thân cũ cảm thấy bị phản bội bởi sự lừa dối của ông. Bà đã cắt đứt mọi quan hệ với ông Ẩn và gia đình, khiến cho tất cả đều vô cùng đau khổ. Các thành viên trong gia đình của ông Ẩn đều mang ơn bà, bởi chính bà là người đã giúp thanh toán các chi phí liên quan tới các ca sinh nở của vợ ông, và hơn nữa là người đã bảo trợ cho gia đình ông Ẩn sang Mỹ lẩn tránh sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Mãi về sau này, ông Ẩn rất muốn được hàn gắn lại mối quan hệ với bà Deep V, thế nhưng dường như mọi thứ không thành. Trong cuốn Điệp viên hoàn hảo, ông Ẩn có chia sẻ rằng: "Tôi mến cô ấy nhiều lắm, vợ và các con tôi cũng mến cô ấy. Tôi hy vọng một ngày nào đó trước khi nhắm mắt, chúng tôi có thể được hàn gắn giống như Mỹ và Việt Nam đã thực hiện." Đây có lẽ là một trong những điều mà ông Ẩn cảm thấy day dứt nhất trong cuộc đời của mình. Chính Deep V là người đã góp phần làm nên sự nghiệp tình báo lừng lẫy của ông. Chiến công đầu tiên của ông Ẩn là trận ấp Bắc. Chiến công thứ hai là việc biết chắc chắn Mỹ sẽ mang quân sang đánh mình vào năm 1965. Và nhờ làm cùng với Deep V, ông đã có thể lập thêm một chiến công lừng lẫy nữa. Đó là những tin tức, những phân tích về trận Mậu Thân năm 1968. Chính ông Ẩn là người đã khiến cho lãnh đạo của mình có một cái nhìn hoàn toàn khác về ý nghĩa của trận đánh này. Cụ thể mọi thứ như nào, tất cả sẽ có vào số sau, được phát vào lúc 21 giờ ngày 2 tháng 1 năm 2022 trên kênh của Tuấn Tiền Tỷ nha sếp ơi! Hiện tại thì chương trình Đàm Đạo Lịch Sử đã có link liên kết bán hàng với Lazada. Các sếp có thể ủng hộ ekip bằng cách click vào đường link Lazada ở phía dưới phần mô tả, rồi mua bất kỳ sản phẩm nào mà sếp cần ở trong đó là đã vừa có thể có đồ mới để dùng mà lại vừa ủng hộ chương trình bọn em rồi đấy nhá. Thay mặt cho ekip chương trình Đàm Đạo Lịch Sử, em xin cảm ơn tất cả các sếp rất nhiều. Vâng, và chương trình Đàm Đạo Lịch Sử ngày hôm nay xin phép được tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Hãy nhớ like fanpage Đàm Đạo Lịch Sử cũng như subscribe cho kênh Tuấn Tiền Tỷ để kênh của em sớm đạt được 1.500.000 người đăng ký đấy xem nhé.